Bảy bí ẩn thời tiền sử khiến con người sửng sốt, khoa học không cách nào lý giải. Theo những lời dự ngôn và tiên tri nói, khi cánh cửa bí mật trong kim tự tháp khai mở thì toàn bộ mật mã của lịch sử về loài người sẽ được khai mở. Truyền thuyết của người Maya kể rằng, tập hợp đủ 13 hộp sọ pha lê, thế giới sẽ có biến đổi lớn. Ngày nay, càng có thêm nhiều những bằng chứng, minh chứng rằng con người có nguồn gốc hoàn toàn khác xa với nhận định mà học thuyết đầy sơ hở của Darwin rằng con người tiến hóa từ tinh tinh và khỉ. Trần Tiến xin kính chào quý khán thính giả của TCT. Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau khám phá những công trình bí ẩn khiến giới khoa học đau đầu và suýt xoa về khả năng sáng tạo của chúng. Ngay sau đây, kính mời quý vị cùng theo dõi. Đại kim tự tháp Khufu, Ai Cập. Đại kim tự tháp Khufu ở Ai Cập được tạo thành từ 2,3 triệu tảng cự thạch, mỗi tảng nặng trung bình 2,5 tấn, lớn nhất là 250 tấn. Kích thước hình học của nó rất chính xác, bốn mặt của nó hướng về bốn phía đông, nam, tây, bắc. Chiều cao của nó nhân với 10 mũ 9 thì bằng khoảng cách từ trái đất đến mặt trời. Nhân với 43.200 lần thì đúng bằng khoảng cách từ bắc cực tới mặt vàng xích đạo. Chu vi của nó nhân với 43.200 thì chính xác bằng chu vi của đường xích đạo trái đất. Vị trí của nó vừa hay nằm trên kinh tuyến của trái đất, lỗ nhỏ bên trong kim tự tháp đối diện với sao Thiên Lang, ngôi sao sáng nhất trên bầu trời. Kinh tuyến đi qua kim tự tháp sẽ chia đại dương trên trái đất và đất liền thành hai nửa bằng nhau. Lấy diện tích đáy của kim tự tháp, chia cho hai lần chiều cao của tháp, chính xác là số pi nổi tiếng. Toàn bộ kim tự tháp nằm ở trung tâm trọng lực các lục địa. Liệu có thể nói tất cả những điều này chỉ là trùng hợp được không? Số lượng sự trùng hợp còn có thể liệt kê ra rất nhiều. Chẳng lẽ chỉ là sự trùng hợp thôi sao? Sự hoài nghi này có thể động chạm tới lòng tự tôn của dân tộc, của người Ai Cập. Nhưng đối với công trình kỳ vĩ với 2,3 triệu tảng cự thạch, các học giả chỉ ra rằng với trình độ công nghệ lúc bấy giờ, Ai Cập phải có dân số 50 triệu người mới có thể làm được. Trong khi đó, trên thế giới lúc bấy giờ chỉ có 20 triệu người. Ngoài ra, nhà hóa học người Pháp Joseph David Davis đã nghiên cứu dưới góc độ hóa học và hiển vi. Ông cho rằng những tảng đá dùng xây dựng kim tự tháp có thể là do nhân công đúc thành. Dựa trên kết quả hóa nghiệm, ông kết luận rằng những tảng đá trên kim tự tháp được đổ nhân tạo và đổ bê tông bằng vôi và vỏ sò. Phương pháp tương tự như đổ bê tông ngày nay. Vì hỗn hợp này đông đặc và cứng lại rất tốt, nên mọi người khó phân biệt được đâu là đá tự nhiên. Ngoài ra, David Davis cũng đưa ra một bằng chứng thuyết phục. Ông đã tìm thấy một sợi tóc người dài khoảng 1 inch trong phiến đá. Cách giải thích duy nhất có thể là do người công nhân đã vô tình làm rơi sợi tóc đó vào trong bê tông và nó đã được bảo tồn cho đến ngày nay. Chắc hẳn ai đó đã xây dựng các kim tự tháp trước khi người Ai Cập cổ đại sử dụng các kỹ thuật xây dựng rất phát triển. Họ đã cố gắng truyền tải một thông điệp nào đó đến các thế hệ sau này thông qua kim tự tháp và niềm tự hào của họ. Phát hiện mới nhất của các nhà khoa học chỉ ra rằng kim tự tháp từng bị ngập trong nước. Một lò phản ứng hạt nhân 2 tỷ năm trước. 2 tỷ năm trước, ở nước Cộng hòa Gabon, ở châu Phi ngày nay có một lò phản ứng hạt nhân cỡ lớn được hoạt động hàng chục nghìn năm. Oklo là tên một mỏ uranium ở Cộng hòa Gabon. Từ khu vực khai thác này, nước Pháp thu được uranium cần thiết cho chương trình hạt nhân của mình. Năm 1972, khi quặng uranium từ khu vực khai thác này được vận chuyển đến một nhà máy khuếch tán khí ở Pháp, người ta phát hiện ra rằng những quặng uranium này đã được sử dụng. Hàm lượng uranium của nó nhỏ hơn 0,3%, thấp hơn hàm lượng tự nhiên là 0,711%. Có vẻ như những quặng uranium này đã được sử dụng bởi một lò phản ứng hạt nhân. Chính phủ Pháp đã công bố phát hiện này gây chấn động thế giới. Các nhà khoa học đã tiến hành nghiên cứu quặng uranium này và kết quả nghiên cứu đã được công bố tại một cuộc họp của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế vào năm 1975. Vậy, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra với quặng uranium này? Thật vậy,
Những quặng uranium này đã được sử dụng. Các nhà khoa học Pháp đã tìm thấy các sản phẩm phân hạch hạt nhân và chất thải TRU ở các nơi khác nhau trên khắp khu vực khai thác. Lúc đầu, những phát hiện này khiến mọi người rất bối rối, bởi vì sử dụng uranium tự nhiên thì không thể làm cho một lò phản ứng hạt nhân vượt qua điểm tới hạn mà xảy ra phản ứng hạt nhân diễn ra, trừ khi trong những trường hợp đặc biệt có than trì và nước nặng. Thế nhưng, ở khu vực xung quanh Ốc Lô không bao giờ có thể có được điều kiện này. Chu kỳ bán dã của U-235 là 700 triệu, 7,13 nhân với 10 mũ 8 năm, nhỏ hơn chu kỳ bán dã của U-238 là 4,51 nhân với 10 mũ 9 năm. Kể từ khi hình thành trái đất, U-235 bị phân hủy nhiều hơn so với U-238. Điều này cho thấy trước đây rất lâu, hàm lượng quặng uranium tự nhiên cao hơn nhiều so với ngày nay. Trên thực tế, một phép tính đơn giản có thể chứng minh rằng vào 3 tỷ năm trước, hàm lượng là khoảng 3%, và hàm lượng này đủ để thực hiện phản ứng hạt nhân trong nước thông thường. Vào thời điểm đó, có nguồn nước ở gần Ốc Lô. Đáng ngạc nhiên là kết cấu của lò phản ứng hạt nhân này rất hợp lý. Ví dụ, kết quả nghiên cứu hiện tại cho thấy lò phản ứng hạt nhân này dài mấy km và chứa khoảng 500 tấn quặng uranium ở 6 khu vực. Một lò phản ứng hạt nhân khổng lồ như vậy, nhưng tác động của nó đến môi trường xung quanh chỉ giới hạn trong phạm vi 40 m xung quanh khu vực phản ứng. Điều đáng ngạc nhiên hơn nữa là chất thải do phản ứng hạt nhân tạo ra không phát tán mà chỉ tập trung quanh khu vực khai thác. Lò phản ứng hạt nhân này đã hoạt động được 500.000 năm. Nói cách khác, 2 tỷ năm trước, ở nơi mà chúng ta gọi là Ốc Lô ngày nay, có thể đã có một nền văn minh phát triển rất cao, vượt xa nền văn minh của loài người ngày nay. Thực tế, hiện nay nhiều người đã biết đây là di tích do nền văn minh tiền sử để lại. Trước những điều đó, các nhà khoa học đã thừa nhận đây là một lò phản ứng hạt nhân cổ đại, đã viết nó vào sách giáo khoa và nghiên cứu nó trong việc xử lý chất thải hạt nhân. Nhưng không có nhiều người dám khám phá thêm một bước nữa. So với lò phản ứng hạt nhân cỡ lớn này, thì lò phản ứng hạt nhân lớn nhất mà nhân loại có thể xây dựng ngày nay cũng không thể sánh được. Làm thế nào mà một nền văn minh phát triển như vậy lại có thể suy tàn và biến mất? Tượng nhân sư ở cao nguyên Giza, Ai Cập. Theo phân tích địa chất và thiên văn mới nhất, công trình này có thể lâu đời hơn nhiều so với ước tính trước đó của các nhà khảo cổ học. Một giáo sư thuộc Hiệp hội Địa chất Hoa Kỳ cho biết, hiện tượng xói mòn xảy ra trên thân tượng nhân sư dường như không phải do gió và cát gây ra. Nếu sự xói mòn do gió và cát gây ra thì sẽ bằng phẳng và sắc nét, trong khi rìa xói mòn của tượng nhân sư tương đối tròn và cùn, có dạng sóng uốn khúc, một số vết xói mòn rất sâu, sâu tới 2 mét. Ngoài ra, phần trên bị xói mòn nhiều hơn, mức độ bị xói mòn ở phần dưới không lớn như vậy. Đây là dấu vết đặc trưng của xói mòn do mưa, mà thời gian tượng nhân sư tiếp xúc với không khí tối đa không quá 1.000 năm. Thời gian còn lại, nó bị chôn vùi trong cát đá. Nếu nó thực sự được xây dựng vào vương triều Khafra của Ai Cập và bị xói mòn bởi gió và cát, thì các kiến trúc đá vôi khác cùng thời kỳ lẽ ra cũng bị xói mòn ở mức độ tương tự. Tuy nhiên, không có công trình nào trong thời đại đó có mức độ ăn mòn nghiêm trọng như tượng nhân sư. Kể từ 3.000 năm trước công nguyên, trên cao nguyên Giza không có đủ mưa để gây xói mòn tượng nhân sư như vậy. Vì thế, chỉ có thể giải thích rằng những dấu vết này được để lại từ rất lâu trước đây, khi trên cao nguyên Giza có nhiều mưa và nhiệt độ cao. Ngoài ra, theo ước tính thiên văn, khoảng từ năm 11.000 trước công nguyên đến năm 8.810 trước công nguyên, trên địa cầu vào thời điểm xuân phân hàng năm, mặt trời mọc lên ở phía đông trong bối cảnh chòm sao sư tử. Lúc đó vừa hay, tượng nhân sư sẽ đối diện với chòm sao sư tử. Dựa trên những phân tích trên, các nhà khảo cổ học phỏng đoán rằng tượng nhân sư có lẽ đã được xây dựng cách đây hơn 10.000 năm. Phát hiện mới nhất của các nhà khoa học chỉ ra rằng tượng nhân sư đã bị nhấn chìm trong nước. Nhà hát của nền văn minh Hy Lạp cổ đại. Có rất nhiều di tích đáng kinh ngạc của nền văn minh Hy Lạp cổ đại để lại. Một trong số đó là nhà hát Dionysus.
có sức chứa 15.000 người, hiệu ứng âm thanh cũng rất tốt. Tuy nhà hát này thuộc hình thức sân khấu ngoài trời, nhưng ở giữa sân khấu, dù nói rất nhỏ nhưng khán giả vẫn có thể nghe rõ. Loại công nghệ thiết kế siêu việt này, con người hiện đại không thể làm được. Hộp sọ pha lê Honduras. Vào năm 1927, hộp sọ pha lê được phát hiện ở Honduras ngày nay. Niên đại được ước tính là thuộc nền văn minh Maya. Đây là một thứ được làm bằng pha lê trong suốt, có độ tinh khiết cao, không khác gì một hộp sọ của con người. Hộp sọ pha lê không để lại bất kỳ dấu vết nào của việc sử dụng công cụ, tức là một bộ chạm khắc pha lê hoàn mỹ. Độ cứng của pha lê khoảng 7 độ, dùng dao thông thường cũng không thể để lại vết trên pha lê. Khi chiếu tia laser vào lỗ mũi, toàn bộ hộp sọ sẽ phát ra ánh sáng. Bởi vậy, các nhà khoa học suy đoán rằng bên trong hộp sọ có thấu kính phức tạp, tác dụng phản xạ rất hiệu quả. Công nghệ hiện đại của chúng ta khó có thể đạt đến trình độ như vậy. Người xưa làm cách nào để tạo ra hộp sọ tinh xảo và khó phá hủy như vậy? Chiếc bình 500 triệu năm tuổi. Năm 1852, trong vụ nổ đá tại Dorchester, Massachusetts, một chiếc bình làm bằng kim loại được đánh bay khỏi khối đá rắn chắc. Chiếc bình sau đó được đặt tên là Dorchester, tên địa phương nó được tìm thấy. Đây là một chiếc bình tinh xảo bằng kim loại, có chiều cao 11,4cm và đường kính là 16,5cm. Với những vân bạc rực rỡ được chạm nổi, thể hiện tay nghề xuất chúng và sự tập trung cao độ của người chế tác. Sẽ không có gì đáng tranh cãi nếu như niên đại của khối đá bao bọc nó được xác định là từ kỷ Đại Tân Nguyên Sinh, cách đây khoảng 541 triệu đến 1 tỷ năm. Theo các kiến thức phổ thông, trái đất chỉ xuất hiện động vật đơn giản vào khoảng 600 triệu năm trước, còn con người mới xuất hiện từ khoảng 200.000 năm. Vậy tính toán hết tất cả thì sự tồn tại của chiếc bình đúng là một điều khó hiểu. Trụ sắt khổng lồ 4.000 năm trước. Theo ước tính, trụ sắt cổ này có lịch sử ít nhất 4.000 năm và không có hiện tượng gì xét. Phốt phò, lưu huỳnh hay mưa gió bào mòn cũng không ảnh hưởng gì. Trụ sắt dựng đứng trong tháp tưởng niệm ở New Delhi, Ấn Độ, cao khoảng 7 mét, đường kính khoảng 49cm và nặng khoảng 6 tấn. Sở dĩ như vậy là bởi vì 99,72% thành phần của trụ sắt được hình thành bởi quá trình luyện sắt cực cao độ. Con người hiện đại không thể đạt tới kỹ thuật luyện sắt trình độ cao như vậy. Thưa quý vị, những kiến trúc bên trên chỉ là một phần nhỏ trong rất nhiều khám phá về các dấu tích của những nền văn minh tiền sử đã từng xuất hiện trên trái đất. Điều này khiến chúng ta phải nhìn nhận lại lịch sử của loài người. Theo học thuyết tiến hóa, cho rằng con người mới chỉ xuất hiện trên trái đất không quá 1 vạn năm. Nhưng những câu chuyện kể trên cho thấy con người đã từng xuất hiện hàng trăm triệu năm trước. Sau đó vì đạo đức suy đồi mà đại hồng thủy, thiên thạch rơi hoặc một đại thảm họa mang tính toàn cầu đã hủy diệt nhân loại thời kỳ đó. Chỉ còn một số ít người sống sót, họ mất hết tư liệu sản xuất, phải trở lại cuộc sống nguyên thủy. Dần dần nhân loại sinh sôi đông lên và phát triển thành một nền văn minh mới. Lịch sử nhân loại là có tính chu kỳ như vậy. Và chỉ có lý giải này, chúng ta mới có thể giải thích được những hiện vật nhân tạo lạc chỗ như vậy. Vũ trụ vận động không ngừng, xã hội nhân loại cũng không ngừng phát triển, cái mới không ngừng thay thế cái cũ. Nếu chúng ta cứ cố thủ trong nhận thức cũ, thì sẽ trở nên lạc hậu, lạc lối trong tiến trình phát triển của lịch sử. Quý vị thân mến, thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin khám phá của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Trần Tiến xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin tiếp theo.